còn cơ chế xin cho là còn tham nhũng. Thời gian gần đây, công tác xử lý tội phạm chức vụ tham nhũng ngày càng quyết liệt. Việc đấu tranh với nhóm tội phạm này đã và đang trở thành một xu thế tất yếu để làm trong sạch bộ máy nhà nước. Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, đã phát hiện 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, nhiều hơn 51,63% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ tăng từ 32 vụ năm 2022 lên 143 vụ trong năm 2023, tăng tới 446,88%. Số đối tượng nhận hối lộ còn tăng ở mức cao hơn với 623 đối tượng, tăng tới 692,22% so với năm 2022, 90 đối tượng. Điều này cho thấy thời gian gần đây, việc cơ quan chức năng xử lý tội phạm chức vụ tham nhũng, đặc biệt là tội phạm đưa nhận hối lộ ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, ở một mặt khác lại khiến nhiều người cảm thấy quan ngại bởi nhóm tội phạm này đang ngày càng gia tăng. Cơ chế xin cho tạo ra nhũng nhiễu. Giải thích vì sao những vụ việc tham nhũng đưa nhận hối lộ đã tăng cao trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia đã cho rằng nguyên nhân là do nhiều quy định về quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Nhìn từ vụ chuyến bay giải cứu đã cho thấy tình trạng chồng chéo, xung đột, không rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công vụ, vẫn tồn tại cơ chế xin cho trong các quy định. Từ đó, một số cá nhân có chức vụ ở các bộ ngành đã gây khó khăn nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp trong tổ chức các chuyến bay giải cứu. Khai trước tòa, các bị cáo từng là lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thường bị các cán bộ liên quan gây khó dễ. Cứ ngày mai bay thì hôm nay mới được cấp phép và không cấp phép nếu chưa đưa tiền. Rõ ràng, cơ chế xin cho nhũng nhiễu không minh bạch đã buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để bôi trơn đưa hối lộ. Thông qua đó hình thành liên minh lợi ích tại một số bộ ngành khi mà cán bộ từ chuyên viên lên đến lãnh đạo cấp cục vụ, thậm chí cả thứ trưởng cũng nhận hối lộ. Hay như trong các vụ Việt Á AIC, các vụ kinh tế tham nhũng liên quan đến đất đai, mua sắm tài sản công, trước đây có điều tra và xử lý được hành vi đưa nhận hối lộ cũng đều cho thấy không ít những lỗ hổng pháp luật trong nhiều lĩnh vực, nhất là tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, đấu thầu, đấu giá đất đai, tài nguyên khoáng sản, tín dụng ngân hàng, thuế, hải quan và các lĩnh vực thực thi pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp. Điển hình như trong các vụ án vi phạm đấu thầu liên quan đến công ty AIC, cho thấy rằng nhiều quy định liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm công cần sửa đổi, bổ sung như các quy định cụ thể về năng lực tài chính, buộc sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế, năng lực kinh nghiệm, nhân sự gắn với các điều kiện cụ thể, hợp đồng tương tự phải đầy đủ hồ sơ, chứng từ kèm theo, các thông tin về năng lực được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu, để đảm bảo các đơn vị tham dự thầu là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia gói thầu, hạn chế việc sắp đặt quân xanh dự thầu. Hay các quy định pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá cũng cần sửa đổi bổ sung để nâng cao vai trò chức năng nhiệm vụ của các công ty hành nghề thẩm định giá, gắn với quy định quản lý chặt kiểm tra, giám sát hồ sơ, kết quả định giá mà chúng ta thấy rõ qua vụ án Việt Á. Lỗ hổng ở cơ chế kiểm soát quyền lực. Đáng chú ý, sai phạm trong các vụ án hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước đã lợi dụng triệt để những lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm trục lợi. Mới đây nhất, tại kết luận điều tra vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm, cơ quan điều tra đã phân tích một số nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của loạt cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao và đưa ra 7 kiến nghị, trong đó có kiến nghị nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực người đứng đầu. Cơ quan điều tra xác định để Việt Á có thể được tham gia nghiên cứu, đề tài sản xuất kit xét nghiệm và chiếm đoạt, có sự thông đồng giúp đỡ, tạo điều kiện của một số quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan điều tra cho rằng Bộ Khoa học và Công nghệ đã buông lỏng thiếu kiểm tra giám sát trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về kit xét nghiệm. Đặc biệt đây là đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, nhưng Việt Á lại có thể dễ dàng tham gia và chiếm đoạt. Về phía Bộ Y tế, theo cơ quan điều tra, Bộ này cũng thiếu kiểm tra giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về sinh phẩm y tế, hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương, không quy định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của các cá nhân trong hiệp thương giá, thời hạn ban hành kết luận kiểm tra giá. Do việc buông lỏng thiếu kiểm tra giám sát tại Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế dẫn đến Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, lợi dụng móc ngoặc với lãnh đạo cán bộ hai bộ, kết luận nêu. Sự móc ngoặc trên đã giúp công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, sử dụng kết quả nghiên cứu lập hồ sơ gửi Bộ Y tế và đã được cấp số đăng ký lưu hành. Việt Á đã biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu của nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, rồi nâng khống giá bán thu lợi bất chính. Tại các địa phương, để xảy ra sai phạm trong quá trình Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm,
theo cơ quan điều tra là do chưa kịp thời phân bố dự toán ngân sách thực hiện, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về đấu thầu mua sắm thiết bị còn hạn chế, nhất là trong các trường hợp thiên tai dịch bệnh. Từ những nguyên nhân phân tích trên, cơ quan điều tra đưa ra 7 kiến nghị về rà soát, sửa đổi bịt kín các kẽ hở chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý y tế, khoa học công nghệ, kiến nghị chặn các kẽ hở trong chỉ định thầu, mua sắm công. Trong đó lưu ý cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý sinh phẩm y tế, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Nhiều vụ án khác cũng đặt ra tính cấp bách về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực cán bộ, như vụ án chuyến bay giải cứu, các vụ án liên quan đến vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu, mua sắm công xảy ra tại AIC và một số tỉnh thành như Đồng Nai, Quảng Ninh. Qua các vụ án cho thấy thực trạng quản lý cán bộ công chức thời gian qua còn lỏng lẻo, cơ chế kiểm soát quyền lực có nhiều bất cập và là lỗ hổng lớn để các công chức thoái hóa biến chất có không gian vi phạm pháp luật. Do đó, vấn đề đặt ra là cần nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, người có thẩm quyền, kiểm soát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam. 11 giờ 10 phút, một người dân đang làm cỏ lạc ngoài đồng bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên trời. Nhìn lên, anh thấy vệt khói dài và máy bay đang lao nhanh. Sau đó vài giây, một chiếc dù được bung ra, giúp phi công thoát khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống. Gia đình anh Nguyễn Thanh Quốc, 37 tuổi, đang xem TV ở gian nhà trên thì nghe tiếng nổ. Vội vàng chạy ra xem, anh thấy mái nhà bị máy bay va quẹt làm ngói rơi lả tả, trong khi tường và mái của gian nhà dưới đã đổ sập. Máy bay rơi tại khu đất trống cách nhà anh vài chục mét, cột khói bốc lên mù mịt, mảnh vỡ văng nhiều nơi. Anh Quốc kể, trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét, nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, bị mảnh vỡ máy bay bay trúng đầu khi đang chặt chuối phía sau nhà. Ông được người dân chở đến bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu. Bộ Quốc phòng cho biết sự cố xảy ra khi Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22, số hiệu 5880, do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 04 phút. Đến 11 giờ 14 phút, phi công báo cáo máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu dân cư, sau đó nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km, thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay bị hư hỏng. Tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Xe cứu hỏa, cảnh sát chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường xử lý sự cố. Công an, quân đội, dân quân tự vệ căng dây, chốt chặn các ngã đường, lối vào khu vực máy bay rơi. Người dân trong vùng phong tỏa được yêu cầu đóng cổng không ra ngoài. Các mảnh vỡ đã được thu gom, tập kết gần đuôi máy bay. Một năm trước, ngày 31 tháng 1 năm 2023, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. Trong lúc hạ cánh, Su-22 gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Su-22 rơi, phi công hy sinh. Su-22 do Liên Xô nghiên cứu thiết kế đưa vào phục vụ từ những năm 1970. Việt Nam bắt đầu nhận Su-22MUM vào năm 1979. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Loại máy bay này thân dài, buồng lái lớn và đặc biệt ứng dụng công nghệ cánh cụp cánh xòe cho phép tăng tốc nhanh chóng. Cả gia đình tôi vừa ngồi ăn trưa ở gian nhà dưới, xong lên nhà trên xem TV một lúc thì máy bay lao xuống. Trụ cầu Trung Hà nối Hà Nội Phú Thọ trơ sắt thép, chưa có phương án sửa. Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ thông tin với phóng viên Dân trí như vậy, xung quanh việc trụ cầu Trung Hà nối huyện Ba Vì Hà Nội với huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng trơ sắt thép. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho hay, hiện nay chưa có phương án sửa chữa cụ thể cầu Trung Hà. Chúng tôi đang báo cáo để thống nhất phương án vì phải có phương án trước mắt và lâu dài. Liên quan đến sự việc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ Nguyễn Chí Lợi vừa ký quyết định số 05/2024 phê duyệt nhiệm vụ dự toán khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa đột xuất, gia cố chống sói trụ T11-T12 cầu Trung Hà, km 64+639 quốc lộ 32 tỉnh Phú Thọ. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cuối tháng 12 năm 2023, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, gia cố chống sói trụ cầu Trung Hà.
đầu năm 2024, Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông đã có tờ trình về việc này. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ yêu cầu điều tra mỏ vật liệu, bãi đổ phế thải, khảo sát cập nhật hiện trạng hư hỏng kết cấu trụ cầu, đo vẽ hố sói lở. Sau khi báo chí đưa tin về trụ cầu Trung Hà bị hư hỏng, nhiều bạn đọc phản ánh, quanh khu vực này tình trạng khai thác cát diễn ra rầm rộ từ rất nhiều năm nay. Ngay phía trên cầu Trung Hà cũng có bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng cát sỏi. Việc khai thác cát khiến bờ bãi sông Đà quanh khu vực cầu Trung Hà bị sói lở phạm vi lớn. Trả lời về nghi vấn hư hỏng trụ cầu Trung Hà do ảnh hưởng từ việc hút cát diễn ra nhiều năm, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết chưa có cơ sở đánh giá việc này, bởi phía trên cầu Trung Hà cũng đã bị sạt lở bờ bãi. Việc đó phải có cơ quan chuyên môn đánh giá, vị này cho hay. Vào tháng 5 năm 2023, bờ sông Đà gần khu vực cầu Trung Hà bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. 150 hộ dân tại đây bị ảnh hưởng. Phú Thọ sau đó đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở ở khu vực này.